Vâng, xin chào. đầu tiên đã trôi qua Tôi vừa về được mấy đó có thể món hàng giá công. Cực kỳ mềm, đã bán giá và cực kỳ giờ mềm cho các bác luôn. Có quyền hướng tới những đăng qua trước. Giới thiệu trước. Nhưng trước hết mai có thời gian tôi sẽ lau chùi sạch sẽ rồi đăng chi tiết cho các bác xem. Đây là bẩn dính băng dính rồi các bác nhá, chứ còn nó còn rất mới và đẹp đấy, không bị sứt mẻ mo méo gì đâu. Đây vết băng dính đây thôi, chứ không phải là nó cũ đâu. Tranh chấp tốt ở phía sân. Chơi từ một linh hoạt ở mà bốn bộ âm ly. Của... đặc biệt là có một bộ Kenwood. Nhưng là cuối. Kenwood này thì có cả radio và âm ly. Bộ này tôi bán giá mềm cho các bác chơi này. 3,8 triệu bộ này. Gồm có âm ly và Ken và thớt radio. Cho đến lúc này cả hai đều chưa thành người. Về cơ bản Việt Nam vẫn thi đấu với sự chiến thuật 3-5-2. 3,8 triệu bộ Kenwood các bác nhá. Là Công Phượng và Hà Đức Trinh. Còn bên này, bên này thì đây đều là các âm ly rời các bác nhá. Âm ly Kenwood K30 tôi bán giá 2 triệu cho các bác mua, giá cực kỳ mềm luôn. Âm ly Pioneer i55 bán giá 2,5 triệu. Âm ly Panasonic, âm ly này là âm ly đa kênh ấy, có cả radio, tôi bán giá 2,5 triệu đồng các bác, giá cực kỳ mềm cho các bác chơi. Đây chưa lau chùi nên nó còn vết bẩn nữa. Thôi nhắc lại là 2 triệu, 2,5 triệu, 2,5 triệu, 3,8 triệu. Tôi quay mặt sau các bác xem nhé. Đấy, mặt sau còn rất mới và đẹp này. Kenwood Pioneer Panasonic. Còn Pana này 245W, có mã là AX6, âm ly đa kênh, điện 110. Âm ly đa kênh nhé. Chỉ có đường vào AV thôi. Còn âm ly Pioneer là I55, đánh 2 đôi loa AB, xuất 90W, bán ra 2,5 triệu cực kỳ mềm cho các bác mua. Âm ly Kenwood ở trên đánh 2 đôi loa A và B, điện 100V, con này hàng xuất Mỹ này, K30. Còn cái con âm ly có cả giả radio này đây mặt sau. Tôi quay thông số xem nào. 120V của hàng xuất Mỹ. 120V. Nhưng nếu như cần phải tìm tới một đỉnh cao ở cái này. 110W, 120V hàng xuất Mỹ nhá. Bộ này bán giá 3,8 triệu đồng. Rất hay và đẹp cho các bác trưng bày. Nói chung là rất vừa tiền cho các bác mua. Xin cảm ơn. Mai tôi sẽ lau chùi và đăng chi tiết cho bác xem. Bác nào có nhu cầu thì chốt trước thôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.